sử dụng để làm quà tặng cho bộ trưởng Hàn Quốc. Mới đây, trong chuyến công du đến Busan, Hàn Quốc của bộ trưởng khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh, chiếc điện thoại Vsmart Lite đã bất ngờ được sử dụng để làm quà tặng cho bộ trưởng Hàn Quốc. Không chỉ thể hiện tinh thần ngoại giao, hợp tác giữa hai nước, việc bộ trưởng Chu Ngọc Anh sử dụng Vsmart Lite làm quà tặng còn là một lời khẳng định ngầm về sự phát triển về khoa học công nghệ của Việt Nam. Một cô gái làm phiên dịch viên khi chứng kiến cảnh này đã bày tỏ lòng tự hào khi giữa đất nước cường quốc số một về sản xuất điện thoại ta có thể tự hào giới thiệu với họ về chiếc smartphone của Việt Nam. V-Smart Lite là một trong những mẫu smartphone mới nhất của VinSmart, được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 675 đi kèm với 4GB RAM và 64GB ROM, tích hợp nhiều tính năng như màn tràn viền, cảm biến vân tay dưới màn hình và hệ thống 3 camera. VinSmart được thành lập vào tháng 6 năm 2018, trực thuộc tập đoàn Vingroup. Chỉ sau hơn một năm hình thành và phát triển, VinSmart đã xây dựng nhà máy tại Hải Phòng, khu công nghệ cao Hòa Lạc ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu quốc tế như Qualcomm, Google, đồng thời cho ra mắt 8 mẫu điện thoại thông minh. Bên cạnh thị trường trong nước, các sản phẩm của công ty đã từng bước chinh phục thị trường quốc tế từ Tây Ban Nha, Myanmar đến Nga.